Kính chào toàn thể các anh chị em yêu quý nhá. Vâng, hôm nay Hoàng xin được giới thiệu cho anh chị em mẫu xe đang rất là hot trên thị trường luôn. Không hề có xe luôn anh chị em ạ. Đó là một chiếc Toyota Fortuner bản dầu số sàn đời đầu năm 2015 anh chị em nhá. Đấy, cái mâm phong mũi thở đây thì là đặc trưng của dòng xe Fortuner dáng cũ rồi. Đó. Ok anh chị em, đời này thì chỉ có máy dầu số sàn một cầu thôi anh chị em nhá. Không hề có máy dầu số tự động đâu. Đấy, xin đính chính lại cho các bác đang tìm hiểu những cái dòng xe máy dầu số tự động Fortuner đời 2017 đổ về trước. Đó, anh chị em ạ. Đấy, nếu mà có thì đâu đó chắc là người ta bổ máy ra xong rồi người ta lắp hộp số tự động vào. Cái đấy thì bên em thì chịu rồi. Hay đấy thì chịu rồi anh chị em ạ. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ đi tham quan một chút về nội thất về ngoại thất anh chị em nhá. Xong đó là theo em Sơn em Hoàng tham quan nội thất ạ. Về hệ thống đèn thì xe rất là hay, đó là đã được trang bị hệ thống LED rồi. LED bi LED laser anh chị em nhé, rất là đẹp. Và có theo quan sát của em Hoa thì còn lắp thêm cả cam 360 nữa. Đấy, mà đã là lắp cam 360 rồi anh chị em hoàn toàn yên tâm là có màn hình Android. Đấy, tí nữa thì vào bên trong nội thất anh chị em có thể tham quan được và trải nghiệm thực tế luôn. Đấy, về che mưa rồi viền chân kính 3g mui thể thao đầy đủ anh chị em nhé. Đấy, viền ốp đen rồi ở đằng sau xe thì còn có cánh lướt gió thể thao đây. Đấy, ốp viền cốp nữa anh chị em nhé, rất là đẹp. Đấy, đây là cái bộ đèn hậu đặc trưng mà làm nên tên tuổi của dòng xe Toyota Fortuner này. Rồi chúng ta sẽ tham quan nội thất nhá. Đấy, để không phải anh chị em phải chờ lâu nữa. Đây là tay nắm cửa thì được mạ chrome và có hõm chống xước nhé. Đấy, còn bên trong xe thì đã có nội thất, đã lên nội thất là ra rồi. Nếu mà nguyên bản thì sẽ là cái nỉ, phần nỉ này anh chị em ạ. Đấy, kèm với đó là có màn hình Android anh chị em nhé. Màn hình Android đây. Đấy, rồi điều hòa cơ. Đó, vô lăng bọc da rất là đẹp. Nói chung là có cả thảm trải sàn nữa anh chị em ạ. Đấy. Đấy, có cam hành trình nữa. Đấy, như em Hoàng nói thì thị trường thì lại không có xe mà nhất là cái màu đen này anh chị em ạ. Màu đen này. Màu đen này thì thị trường miền Bắc nhà mình là đang cực kỳ thích luôn. Đấy, anh chị em nhá. Quá là đẹp luôn. Xe đi đâu đó có hơn 7 vị. Gần 8 vạn một tí thôi. Đấy. Anh chị em nào có nhu cầu thì cấp lên. Bởi vì cái dòng xe này đâu đó bên showroom Vương quốc tầm cao đang chào bán với mức giá chỉ hơn 65 triệu đồng là ra đi thôi anh chị em ạ. Đấy, và vẫn hoàn toàn có thể thương lượng được anh chị em nhé. Đấy, dành riêng cho anh chị em nào thích xe, ưng xe. Đấy, đang cần xe Toyota Fortuner. Bên cửa hàng sẽ sẵn sàng gọi là giảm giá sâu cho anh chị em, chỉ cần anh chị em thiện chí thôi. Đấy, mong muốn xe, lấy xe ngay trong ngày anh chị em nhé. Đấy. Đây là phần lốp này. Đấy, lốp mới thay. Quá đẹp luôn anh chị em ạ. Lốp mới thay, lốp Bridgestone Dual HT. Vành thì là vành trắng bạc. Đấy, anh chị em nhé. Ok anh chị em, để có thể tham gia các chương trình ưu đãi tại showroom Vương quốc tầm cao hoặc là biết thêm thông tin chi tiết về các dòng sản phẩm tại showroom thì anh chị em cứ gọi điện qua em Hoa. Số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị khán thính giả anh chị em thôi. Hiện tại thì bên em đang có hơn 100 đồ xe ở đây, cực kỳ nhiều xe cho anh chị em lựa chọn luôn anh chị em nhé. Vâng, lời cuối cùng em Hoàng xin kính chúc anh chị em có một ngày mới tràn ngập sức khỏe, tràn ngập niềm vui và gặp nhiều điều may mắn. Em Hoàng xin kính chào và hẹn lại các anh chị em trong các chương trình giới thiệu xe tiếp theo ạ.